Và tất cả chúng ta làm theo cái bài này. Thì ta vẽ một cái xong ta nhân ra làm 4. Xong ta đặt nó xếp lên. Thế việc vẽ này thì chúng ta sẽ có một cái file mới. Đây, thì làm lại nhá. Ta xóa hết những cái này đi. Ta chèn sau. Rồi. Bây giờ ta vào Insert. Insert, các em chọn khối hình vuông ra. Đây. Ok. Xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu chọn mẫu tô. Chúng ta chọn sáp phin. Các em chọn gây điền. Bây giờ ta chọn cái chỗ màu từ màu nào sang màu nào thì ở đây chúng ta nhìn đây nhé, có nhiều biểu tượng từ trái qua phải. Đó. Xong bước tiếp theo chúng ta vào mo gây điền. Được chưa? Rồi bây giờ đối với cái ô thứ nhất các em nhấp vào đây. Sau đó các em chọn màu là màu nâu. Đó. Ô thứ hai màu nâu gần giống. Ô thứ ba màu nâu ngoài chẳng hạn, ví dụ như thế. Được chưa? Hoặc là các em có thể chọn màu More Color vào đây. Chúng ta tìm cái màu nó thẫm hơn. Đấy, các em nhớ chú ý nhá. Nhấp vào cái cuối này để thầy thấy cái cuối nó hơi nhạt này. Thầy nhấp vào đây, thầy chọn More Color, thầy chọn nó thẫm đi một tí. Ok. Đó, thì nó sẽ ra như này. Được không? Cả lớp thấy rõ chưa? Rồi nhá. Bây giờ bước thứ hai là ta lại quay về cái bài kia, ta nhìn lại. Nào. Các em đánh chữ mục tiêu đối với Microsoft Word đi. Xong rồi bây giờ ta sẽ vẽ hình vuông thôi, ta đánh sau. Vẽ hình vuông nhá. Em vẽ ra đây. Đó. Hình vuông màu nào thì lát nữa chúng ta sẽ bố trí sau. À, màu trắng. Rồi cho màu trắng. Vẽ và giữ shift thì nó sẽ vuông nhá, thầy thầy xóa lại đi. Nào, insert này. Ta vào hình tiếp theo này. Đó, ta chọn hình vuông này. Nhá. Rồi. Ta giữ shift cho nó vuông. Được chưa? Bước tiếp theo ta chọn màu nền là màu trắng. Màu nền màu trắng đây. Xong. Đúng không? Đấy, nó có ở đây nhá. Và more hay là thêm những cái gì các bạn cứ thêm. More film color có nghĩa là thêm màu khác, khác cái bảng này. Cái bảng cho sẵn rồi, bây giờ chỉ thêm nó khác đi thôi. Đấy. Bước tiếp theo. Chữ thì lát nữa ta sẽ chèn vào sau. Bây giờ ta lại quay trở về, ta nhìn xuống cái dưới. À, thêm một cái hình sang bên cạnh. Hình bên cạnh này thì ta mở ra nó không có hình nào giống. Đây. Các mũi tên hầu như không có cái nào giống, chỉ trừ duy nhất một cái này. Đó, kiểm tra hết trong này không có cái nào giống cả. Ví dụ như người ta muốn có hình xòe như này thì chúng ta dùng như này. Nhưng mà ở đây không có, đúng không? Nghĩa là trong bài học nha, trong bài thi mà các em nhìn thấy hình nào giống thì các em làm. Không giống thì chúng ta phải sửa cho giống. Nào bây giờ thầy sẽ chọn nút này. Cái này khả năng là hơi giống. Đó, đến đây rồi chưa thấy giống nhá. Được chưa? Chúng ta vẫn thấy chưa giống. Đấy, phóng to lên nhìn này. Chưa giống. Đúng không? Rồi bây giờ ta phải làm nào cho nó giống. Thầy lại xuống nhìn xuống dưới. À, nó lại tô từ xanh thẫm cho đến xanh nhạt. Màu xanh này. Thầy cho cái này nhỏ đi một chút. Đó. Ok nhá. Ta nhìn bao giờ nó giống thì thôi, được rồi, để lên trên. À không. Ở đây cái hình vuông thì phóng to để lên trên. Rồi, để lên trên đây. Kéo dài ra đây một tí nhá.
cho nó giống này. Rồi bây giờ ta mới thấy là bên này nó nhạt, chúng ta lại chọn vào đây, chúng ta lại chọn gây điền cho thầy tô từ bên trái qua bên phải trong hình này. Đó. Nào bên này nhạt hơn, bên đậm bên nhạt chúng ta cho nhạt hơn một chút, thầy chọn nút này. Đó. Nó nhạt thêm được chưa, cả lớp ok chưa nha. Bây giờ chỗ này lại có một cái móc vào rồi, móc của cái này và ta nhìn hình gốc này là đây. Hình này thì chúng ta thấy nó là gộp của hai hình, một cái mẩu nhỏ và một cái chỗ đây. Đó, thế thì bây giờ quay về đây, ta lại quay về hình dưới đây, ta làm sao là hơi chéo lên một chút. Nha, phóng to lên này. Bây giờ các em nhìn quan sát cái hình này thầy làm nhá. Thầy nhấp chuột phải, thầy chọn Edit Point, được chưa? Rồi chỗ này bây giờ thầy mới thêm, thầy kéo ra ngoài một tí, kéo vát ra ngoài một tí nhé. Ban đầu chúng ta cho ra ngoài đi một chút. Đó, rồi cái này để giống như là một cái kẹp, kẹp vào cái trang sách. Rồi bây giờ thầy mới nhấp chuột phải. Đó, thầy chọn vào đây. Kéo lên một tí. Không. Đây phải có hai nút, một nút đây, một nút đây nữa. Nút đây giữ nguyên. Còn cái này cho lên đây một chút. Đấy, phóng to lên một chút nữa. Rồi thầy uốn cái điểm này xuống. Đó, để nó hơi vát vào. Ok. Đó, bây giờ ta cho một cái màu nhỏ vào chỗ này. Rồi, bây giờ chúng ta lại vào đây. Vào đây để thầy uốn nha, và thầy vẽ này. Vào đây để thầy nhìn xem thầy lấy hình nào nó gần giống. 2, 3, 4, 5, 6, 7, không hình nào giống. Có nghĩa là hình ở trong này một đằng nhưng mà chúng ta phải sửa để thầy xem hình nào gần giống. À đây, thầy vẽ mỏng nhỏ và xíu vào đây. À không, thầy chọn màu cái khác, thầy chọn cái đây nhé, vẽ ra ngoài trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn Edit Point. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái này vào đây, cái này lên đây một chút, cái này lên đây một chút. Đấy, cái này lên đây một chút, ta vẽ ra ngoài nhá, vẽ ra ngoài cho dễ vẽ đã, xong ta gấp vào sau. Đấy, nó có những cái cần gạt này cho chúng ta uốn này. Đó. Uốn cho nó mềm mại. Rồi. Cho này nhỏ lại. Đặt đằng sau cái này. Để bây giờ cái màu này nó giống với màu vừa xong thì các bạn lại chọn đấy, chọn đây, các bạn lại chọn đây nữa, chọn vào đây. Đó. Sau các bạn muốn cái màu chỗ này nó là lật lại của cái phần bên này, đúng không? Thì đây chúng ta chọn cái này sao cho nó nhạt, thầy sẽ cho cái nút này bằng một cái màu xanh đây. Đó. Trông nó ảo ảo một tí. Chỗ này chúng ta cho một màu thẫm lên một tí. Xong bây giờ
ta cho vào đằng dưới nha. Nút này lên trên, chúng ta chọn nhấp chuột phải, chọn bring to front. Đó. Và nhóm hai cái này lại với nhau, cho cái này ra ngoài cùng, cho cái màu đỏ màu trắng ra ngoài cùng. Đó. Cho cái này trên cùng. Đó. Cái này chúng ta cho dịch xuống một chút. Rồi bây giờ các bạn lại uốn cho cái góc này nó hơi hơi vát lên một chút. Mà ta chọn này. Đấy thì phóng to lên, chúng ta uốn ra một chút. Rồi. Bây giờ chúng ta thu nhỏ lại. Đấy. Tạo một cái hình nó ôm nó vào. Được chưa các em nhỉ? Hiểu chưa? Hiểu cách làm có nghĩa là không có thì ta phải vẽ thêm nhá. Uốn vào trong, bây giờ ta mới nhóm bộ này lại với nhau. Các em chọn nhóm lại để cho nó khỏi chạy. Đấy. Ba cái. Chọn group. Đấy. Thế là nó đặt vào một chỗ. Được chưa? Lớp hiểu không? Xong rồi, bây giờ các em mới thì copy ta làm mấy cái? Mấy cái? Bốn cái. Bây giờ ta xem hình cũ nhá. Bốn, để bốn gối lên nhau. Thế thì mình cho cái kia của mình lên góc trên. Đấy. Cho lên góc này. Đúng không? Rồi thầy cần chôn C, cần chôn V. Đây thầy đặt vào đây. Cần chôn C, cần chôn V. Đây. Xem người ta xếp như thế nào. Đấy, ok rồi. Phải gốc à? Đây. À, xếp gối lên ở cái kia. Ok, ta cũng làm như vậy. Đấy. Được, bây giờ là đổi màu những cái phần thanh này. Nào bây giờ chúng ta lại quay lại nhìn vào chỗ kia. Đấy. Nhìn vào chỗ kia thì chúng ta sẽ thấy chỗ nào nhỉ? Xanh, hai cái xanh, hai cái vàng. Đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta lại cho hai cái vàng. Đây. Người ta muốn to hình thì mình cho to hình nhá. Các em có thể điều chỉnh cho nó to lên một chút. Đấy. Rồi. Bước tiếp theo. Cho cái vàng ở trên. Thầy xem lại gốc. À, gốc vàng ở trên. Vậy thì của mình cũng phải làm cho vàng trên. Bước tiếp theo vào đây. Vì ta nhóm vào để di chuyển thì bây giờ ta phải thả nó ra. Các em lại vào ungroup. Để thả nó ra thì ta mới điều chỉnh được cái trong. Được chưa? Rồi, ungroup nhá. Rồi bây giờ ta mở ra. Đây, bây giờ cái này. Thì bây giờ ta đổ thành vàng, mực vàng. Các em chọn nút này cho thầy. Đó. Chỗ đây. Chúng ta chọn nút này cho thầy. Chỗ giữa chúng ta chọn nút này cho thầy. Đấy, sau một cái vàng rồi. Lại phóng to lên để điều chỉnh cái con, điều chỉnh cái con chỗ đây. Đấy, chúng ta lại cho
chúng ta lại cho cái này là vàng. Đó. Tiếp theo chỗ này chúng ta cho vàng hẳn, đâu hẳn. Chỗ này các em xóa đi. Đó. Để chúng ta thấy được chỗ này nó vàng không? Tương tự ở phần đây cũng vậy. Đây chúng ta cũng gì ungroup. Hoặc là các em làm hai cái giống nhau và hai cái giống nhau ta gối lại cũng được nhá. Cái nào đẩy ra trước thì các em bring to front, bring to back, tức là nó chui vào trong và ra ngoài. Chúng ta nhìn đấy rất là dễ rồi. Đây. And cái này chúng ta lại chọn gì? Chọn ungroup. Chúng ta chọn đây. Cái này là ấy cả, vậy chúng ta phải phá ra đã. Đó. Chúng ta cho này màu nâu. Ở chỗ này chúng ta cho màu nhạt đi chút. Chỗ này các em xóa đi được. Đó. Mà muốn ở chỗ này nó đậm thì chúng ta lại cho nó vào một nút vào. Chúng ta cho nó màu ở đây. Và còn cái góc này nữa thôi. Góc này thì các em ngược lại, cho màu vàng vào đây. Đấy, cho màu vàng trung bình vào đây. Và cuối cùng là chúng ta cho màu vào đây. Chúng ta đã được như thế. Đấy. Rồi. Bước cuối cùng là chúng ta vẽ văn bản, dùng text box. Chúng ta vẽ vào từng khối một nhé. Các em vẽ văn bản vào từng khối một. Ví dụ đối với cái đầu tiên đấy, tôi đánh vào đây. Đó. Được chưa? Xong rồi tốt nhất là các bạn xóa đi hai cái giữa. Xóa đi hai cái giữa để làm xong hai cái đầu thì ta nhân nó ra. Đấy. Các bạn có thể điều chỉnh. Rồi, văn bản chúng ta nhấp vào đây và insert, sau đó các em chọn cho thầy text box. Đấy, các em gõ vào đây. Đấy. Được chưa? Bây giờ nhìn vào trong này các em nhìn thấy là người ta gõ cái gì nhỉ? 01, 02, 03, 04. À, vậy thì chúng ta sẽ làm văn bản cho từng cái một. 01, 02, 03, 04. Rồi cho vào đây. Chúng ta phóng to lên. Nha. Rồi với cái đầu tiên chúng ta đánh là 01. Đấy, xong các em kéo nó lên. Còn màu thì chúng ta chọn màu cho nó. Thế thôi. Rồi chúng ta cho ra giữa, điều chỉnh ra giữa. Đó. Nhá. Rồi còn ở đây, ở chỗ giữa này thì các em đánh cho thầy văn bản vào đây. Nào bây giờ nhìn xuống cái kia là cái gì nhỉ? Đọc cho thầy cái. 01 các em chụp ảnh rồi đó là cái gì? Rồi đến đây. Hiểu và thiết lập môi trường làm việc của Word. Rồi, chúng ta đánh hiểu và thiết lập môi trường của cái Word. Đó. Thế thì cái này chúng ta cho cỡ chữ to lên để cho nó bằng với cái hộp trên. Cho đến đâu nhỉ? Rồi, ok. Xong, thì bây giờ các em thấy là ngon lành đúng không? Rồi, bây giờ ta lại làm tiếp cho cái này, cái trên. Nhóm cái này lại là một nhá. Làm xong rồi thì các em nhóm cho thầy tất tần tật cái này vào để tí nó copy nó không bị gì, không bị xê dịch. Đó.
Đấy, thầy chọn tắt giữ ship, thầy chọn tắt. Nhớ các em phải nhớ là giữ ship chọn nhá. Rồi, bây giờ này, 1 2 3 4 1 cả cái màu này nữa. Hai cái này nhóm trước đi. Rồi, Ctrl G. Hay là chúng ta chọn là chúng ta chọn là nhóm vào nhá, nhóm rồi. 1 này. Hai cái này chọn trước này. Đó. Chọn rồi. Rồi bây giờ chọn một cái này, cái này, cái này, cái này. Chọn tiếp vào nhóm. Đó. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ copy gối lên trên này. Ctrl C, Ctrl V. Dấu chữ nữa. Thế xong rồi, còn cái này chúng ta cũng chỉnh sửa như vậy, ta để cạnh ra cạnh. Nào bây giờ đọc tiếp cho thầy cái gì. Cái này là sử dụng hiệu quả, tiện ích và nâng cao. Cứ đọc cái gì cũng được. Nào các bạn nhớ cho thầy nhá, sử dụng. Cái này là 04. Đây mình copy cái 01 ra. Nhóm vào nhiều lần thì nó sẽ thì thầy copy, thầy paste nên đây là 04. Đó. Ship home, chọn cái màu nó tối đi một chút để chúng ta dễ nhìn. Hoặc là chúng ta có thể chọn More Color. Các em chọn cho thầy một cái màu thật tối. Rồi, chúng ta sẽ được 04, đúng không? Quay về. Còn chỗ này chúng ta lại copy. Đặt vào đây. Rồi đấy, xong rồi các em lại đánh cái chữ đấy là gì nhỉ? Cả lớp không nhớ cho thầy à? Sử dụng gì? Các tiện ích và nâng cao. Rồi ok, để thầy nhớ cho thầy để thầy làm. Nào, sử dụng các tiện ích và gì? Hiệu quả và cái gì cũng được, và tính năng nâng cao. Đến đây thì dễ rồi, đúng không? Nâng cao. Đấy, hộp này chúng ta trình bày cho nó khớp vào. Thế thôi, xong rồi. Cho cái này, xóa cái này đi. Thế để ra cạnh cũng được. Đấy, còn cái này, hình khối này. Ta lại phải nhóm nó lại. Nhóm vào mới di chuyển được nhá. Bạn nào mà không nhóm vào nó chạy mất đấy. Rồi. Đó, chỗ này thầy cho là không mấy nhỉ? 03. Đó. Xong chỗ này là ta lại copy cái khối bên này ra, chỗ này xóa đi. Đúng không? Chỗ này ta lại copy vào. Xong con chân C, con chân V. Ok, xong. Nhớ nhá, cái mẩu nhỏ này mà nó không đi cũng phải copy đi nhá. Copy.
chết rồi. Đấy, màu nhỏ này cũng cho nó đi cùng. Xong rồi xen vào trong. Thế là xen quá. Các em xen từng bước một. Đấy, vào trong rồi. Ok. Thế còn chữ văn bản đây thì các em tự làm. Đây, cái này cho nổi lên nhé. Đấy. Cái này thì cho xuống dưới. Các em xem từng bước rồi nhá. Đấy, xem bách quá nhé. Rồi. Thầy vừa hướng dẫn xong các bạn bài tập tương tự. Bây giờ các bạn ngồi làm cho thầy. Phim thầy ghi đến đây nhá. Ok chưa? Up lên, không có mạng nữa. Up. Nếu có mạng thì up lên thì các em xem.